Từ nhiều ngày nay, mỗi lần mua rau sống ở chợ về để chuẩn bị cho bữa ăn gia đình, chị Nguyễn Thị Hằng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đều rất lo lắng. Bởi hiện nay, rau thường được sử dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu. Rau còn tồn dư hóa chất tràn lan ở các chợ, đe dọa không nhỏ đến sức khỏe của người dùng. Chính vì thế, khi mua rau ở chợ, chị đã cố gắng chọn những loại rau có kích thước bình thường, không quá tươi tốt. Sau khi nhặt rau cẩn thận, rửa sạch rau với nước. Trước khi dùng, chị còn trần rau với nước sôi. Những lá rau được xếp cẩn thận vào tô. Sau đó, chị tưới nước sôi lên trên để chừng vài phút rồi vớt ra đĩa để dùng cùng với các món ăn khác. Các loại rau sống ấy, thì bình thường mình cũng như gia đình của mình thì rất là thích ăn và thường xuyên sử dụng trong bữa ăn của mình. Bình thường thì hay ăn, cho nên là khi mua thì mình cũng phân vân là không biết rau là có sạch, có đảm bảo hay không. Thì mình sợ rằng là rau nó có chứa được những cái tồn đọng của cái chất hóa học mà có chứa trong rau, không được xử lý hết thì ăn sợ là có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình cũng như gia đình của mình. Thì bình thường thì khi mà sử dụng, trước khi sử dụng thì mình thường trộn nước sôi chỉ để xử lý, thì mình nghĩ là như thế thì nó sẽ an toàn hơn. Theo suy nghĩ của chị Hằng, việc chần nước sôi sẽ giúp diệt vi khuẩn, loại bỏ các loại hóa chất còn tồn đọng trong rau. Không riêng gì chị Hằng, nhiều người nội trợ khác cũng đang chọn cách này để xử lý rau sống trước khi ăn. Việc này giúp gia đình vẫn có thể ăn rau sống, một món ăn kèm không thể thiếu của rất nhiều món ăn, lại giải tỏa được nỗi lo rau sống có hại cho sức khỏe. Qua quan sát, dễ dàng nhận thấy những lá rau xanh tươi sau khi trần đã trở nên héo rũ, để lâu còn bị thâm đen và đặc biệt khi ăn cũng giảm hương vị đi rất nhiều. Rau sống sau khi trần nước sôi đã không còn thực sự là rau sống nữa. Khi các bạn trộn rau sống thì nó sẽ bị mất đi các vitamin trong các cọng rau, và thật sự ra không phải nước sôi nó sẽ khử độc hết đi được. Nước sôi nó chỉ làm chín thôi chứ không thể nào khử được. Nhiều khi các bạn tác dụng nhiệt quá lớn thì chất độc trong rau nó lại bị phân hủy ra nữa, và như vậy nó lại càng độc hại hơn. Rau sống thường thấy gồm các loại rau húng lùi, húng quế, rau mùi hay còn gọi là ngò, xà lách, tía tô, kinh giới. Các loại rau này ngoài những hương vị rất riêng, rất đặc trưng, còn rất giàu giá trị dinh dưỡng. Rau sống thường là các loại rau thơm gia vị, có tác dụng làm ngon miệng, chống ngán khi ăn các món thịt, cá, nhiều dầu mỡ hay các món chiên, xào, nướng, quay. Rau sống là món ăn rất tốt cho sức khỏe vì rau sống với đa dạng các loại rau gia vị cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C, A, E, chất khoáng và một số yếu tố vi lượng. Các vitamin trong rau sống được bảo toàn nguyên vẹn và rất dễ bị hao hụt so với khi nấu chín. Ngoài ra, các loại rau thơm còn cung cấp một lượng kháng sinh thực vật giúp cơ thể tăng sức đề kháng với bệnh tật. Có thể kể đến vào tác dụng của rau sống như húng quế có tác dụng kích thích sự hấp thụ, làm ra mồ hôi, lợi tiểu, mát máu, giảm đau. Tinh dầu húng quế cũng được sử dụng để làm giảm căng thẳng cho bệnh đau nửa đầu và trầm cảm. 100g lá húng quế tươi chứa đến 5.275mg, tương đương 175% liều lượng cần thiết hàng ngày của con người về vitamin A. Húng quế cũng rất giàu vitamin K, chất sắt và một số khoáng chất như kali, mangan, đồng, magie. Tương tự, tía tô là vị thuốc được y dược học phương Đông xếp vào loại giải biểu, tức làm cho da mồ hôi, thuộc nhóm phát tán phong hàn, nhóm do lạnh gây nên, cần chữa bằng cách cho da mồ hôi, hoặc sốt. Tía tô có vị cay, tính ấm, có tác dụng trị cảm lạnh, đầy bụng, nôn mửa. Canh tía tô có vị cay ngọt, có tác dụng an thai, chống nôn mửa, giảm đau, hèn suyễn. Ngoài ra, với giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin A, C, giàu hàm lượng canxi, sắt và phốt pho, tía tô có tác dụng độc da. Vì thế, rau gia vị nên được sử dụng tươi sống, không làm tổn thất vitamin qua nấu nướng. Khi chúng ta xác định rằng chúng ta ăn rau sống thì điều đầu tiên là chúng ta không nên trộn. Tại vì các bạn phải biết trên thị trường hiện tại tất cả các loại rau hầu như là đều có thuốc cả. Bản thân tôi làm nghề cũng vậy, tôi cũng thấy cái điều đó rất là nhiều. Cho nên rau khi các bạn muốn ăn sống, các bạn có thể sử dụng các loại thuốc trên thị trường có bán để khử đi bớt chất độc thôi, chứ không thể nào các bạn khử hoàn toàn 100% độc tố của nó được. Cho nên đã ăn rau sống thì các bạn không nên trộn. Như vậy nó sẽ mất đi cái bản chất của sự rau sống. Nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng rau sống bẩn thì lại ẩn họa nhiều nguy cơ với người dùng. Các loại rau sống có tàn lưu, các loại thuốc trừ sâu cùng các loại trứng, ấu trùng giun sán như giun móc, giun đũa chó mèo, sán lá gan đều là những mối nguy hại cho sức khỏe con người, gây các bệnh như rối loạn tiêu hóa, viêm nhiễm đường tiêu hóa, giảm hấp thụ các chất dinh dưỡng gây thiếu máu, thiếu vitamin A, B, C, làm cho người nhiễm bị suy nhược cơ thể. Vì thế, để rau sống thực sự mang lại bữa ăn ngon, tốt cho sức khỏe, người nội trợ nên tìm mua rau sống ở những cửa hàng bán rau sạch có kiểm nghiệm của cơ quan chức năng, có xuất xứ rõ ràng. Tránh chọn những loại rau quá tươi non hoặc có độ lớn bất thường. Hiện tại, trên thị trường Việt Nam có những quầy rau sạch. Các bạn nên vào các quầy rau sạch để chọn rau là điều đầu tiên. Còn khi các bạn ra chợ thì đừng chọn những cọng rau quá mỡ, xanh quá tốt, những lá rau quá tốt hoặc quá lớn. Chẳng hạn như rau quế có những lá to bằng cả 3 ngón tay cũng có được. Đó là tất cả những loại rau đó đều là rau đã có hòa thuốc. Cho nên các bạn đừng nên chú trọng vào quá hình thức là quá rau và tươi hoặc quá lớn, cái lá lớn như vậy thì các bạn không nên. Sau khi chọn rau về, để hạn chế những tác hại không mong muốn, trước khi rửa rau phải rửa tay thật sạch. Rửa rau kỹ bằng nước, rửa nhiều lần bằng nước thường. Nếu có thể, rửa rau kỹ bằng nước giục ozone hay sử dụng sự hỗ trợ của nước rửa rau chuyên dùng. Ngâm rau chừng vài phút với nước muối loãng hoặc thuốc tím. Sau đó rửa lại rau dưới vòi nước chảy mạnh sẽ hạn chế được các vi khuẩn và hóa chất. Và khi các bạn mua rau về, các bạn phải biết sử dụng các loại thuốc trên thị trường có bán như thuốc tím để các bạn ngâm rau khoảng, khi các bạn làm rau xong các bạn ngâm khoảng cho tôi khoảng 5 phút. Như vậy thì nó sẽ khử được đi độc tố trong rau. Khi rửa rau cũng vậy, khi rửa rau thì các bạn chúng ta không nên quá mạnh tay, nhưng có thể dùng vòi nước để xối nhẹ, rửa rau dưới vòi nước như vậy thì những chất bẩn từ đất hay những cái bẩn khác trong rau nó sẽ được trôi nhanh hơn. Rau sống chủ yếu là các loại rau gia vị có tác dụng làm cho bữa ăn giàu hương vị, thêm lôi cuốn. Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa, ông bà ta đã đề cao tác dụng của các loại rau gia vị. Ví dụ như món lòng heo dễ nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hóa thì đã có rau húng. Canh chai, canh hến lạnh bụng thì đã có rau rằm. Cứ thế, mỗi món ăn lại kèm theo một liều thuốc kích thích tiêu hóa. Đó là chưa kể đến, nhiều chất có trong rau sống có thể chữa những bệnh thông thường. Với đặc tính giàu vitamin A, C và có rất nhiều khoáng chất, việc ăn rau sống giúp ta hấp thu một lượng lớn tinh dầu, chất diệp lục và các pectin có tính kháng khuẩn mạnh, giúp kích thích vị giác và khứu giác. Với rất nhiều công dụng như trên, khi sử dụng rau sống, hãy nhớ đừng chần rau mà nên chọn lựa, sơ chế và sử dụng đúng cách để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và gia đình.